chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thằng Mập Food. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Cả nhà ơi, hôm nay Mập ăn bún bò Thái nha cả nhà. Rồi mà mời cả nhà thưởng thức cho Mập nha. Với lại hôm nay Mập có quay với bánh mì nha cả nhà. Chào bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú nha. Đây đây đưa tay bà chào rồi mình phải gì nè. Chào ông bà cô chú nha. cả nhà. Bún bò này nó khác với bún bò mà bún bò Huế nha cả nhà. Bún bò này nó cái vị của nó chua chua cay cay nha. Đó, rồi Mập mời cả nhà thưởng thức với Mập. Ở trong đây á, thì Mập có 3 phần nha cả nhà. Ở trong đây thì có nạm nè. Rồi chả bò nè cả nhà. Chả cá với lại cái chả chả lá chuối nè cả nhà. Đó, chả cây chả chả gì á. Cái chả thanh nè, hả? Rồi bò viên này Mập mua thêm 50.000 nè. Còn bò viên này bự bự này nè, là bò viên nhà Mập bán nè, 160 một ký nè cả nhà. Rồi bên đây Mập có giá nè, nước chấm này quán cho nè, còn này nên nước mắm ớt xiêm ở nhà Mập. Đó, ở dưới đây á cả nhà. Thì có nè cả nhà thấy không? Còn nóng nè tại mà ở trên không ấy. Ở dưới đây thì có rau muống nè cả nhà, rau muống trụng nha. Đó, nó lạ một cái nữa. Cái nước của nó cái mùi đó y chang như cái mùi canh chua vậy đó. Nó chua lắm cả nhà. Mà cay nha. Món Thái mà nó bún bò Thái nó khác chứ bún bò Huế nha cả nhà. Rồi Mập mời cả nhà ăn với Mập nha. Người ta không có cho giá, Mập lấy giá thêm á. Nước chấm ngọt ngọt, nước chấm gì đó. Giống như nước mắm pha ra thế nhờ, nó ngọt ngọt. Bò ngon. Sợi bún á, nó cũng nhỏ hơn sợi bún bò mà. Bún bò Huế nữa nhờ. Cái nước nó chua chua, ăn đã lắm. Cái này là Mập mua ở quán bún bò Thái 79. Ở đây cũng có bán lẩu bò ớt xanh nữa cái nhà, ớt xiêm xanh đó. 60.000 một phần giống vậy, cái này mà 3 phần nha. Bò viên nè, bò viên ở quán nè, mua thêm 50.000 được nhiêu đó. Cũng ngon á, nhưng mà nhỏ. Còn bò viên này ở nhà Mập nè. Bự ngon thế nhờ. Ngon quá. Cái vị của nó na ná như canh chua luôn á, nhưng mà người ta để ngò gai rồi vô cái nhà nó thơm. Canh chua mình cũng có để ngò gai nữa nên nó na ná. Bò này có vị chua nha. Chua mà cay nữa.
Nè. Để mì lên ngồi chơi vui lắm cả nhà. Hơi bún bò Thái mà nó có gì ra muốn trộn cả nhà, y chang như là cái món canh bún á. Đang chả bò thử nha, cũng ngon đó nha. Ok, cái này mập chấm ăn điểm 9 trên 10 nha. Quán này nào. Xuất sắc. Trăm sáu một ký nha cả nhà, bò viên á. Mà thấy cái nước chấm của quán cho nè, nó ngọt quá. Chấm nó không có dính, nó không có hợp với lại cái nào hết, ngọt quá. Nếu mà cái này á chấm ốc ngon, chả cá này mập đó là chả cá Nha Trang. Phê quá. Lần đầu tiên ăn món này á nha. Mà uống trà đá nha. Uống trà đá hả? Nè. Cầm cái trứng này cả nhà thấy không, cầm vậy chứ không buông là không buông á, hái chơi cái trứng lắm. Trừ thêm nửa điểm nha cả nhà, còn 8 điểm rưỡi nha, cái chả này không ngon nha. Thường thường mập thích ăn cái chả này lắm nào. Chỗ này bán lạc quá. Còn 8 điểm rưỡi.
bò viên á, rồi mà thấy là 10.000 được 5 viên, nên mà mua 50.000 là được 25 viên đó cả nhà. Bữa nay chơi chơi đỏ cái miệng nữa ha. Đây muốn được đẹp năng bò sữa hả? Không có bỏ vô miệng nha. Bữa giờ bà có nước chua chua cái miệng thấy ghét gì đâu á. Đâu rồi? Có trứng không? Bữa nay ha, bữa nay để đồ chia chơi vô miệng ha. Nó nữa. Ngon đó nha. Nhìn chung thì tất cả đều ngon, nhưng mà một điểm nha, một điểm trừ á là do cái nước dùng á cả nhà, khẩu vị của mập á thì không biết sao á, nó kiểu như là nước dùng á cả nhà, thì nó mà nếu mà nó chua chua nhẹ hơn một tí nữa thì nó sẽ rất là ngon cả nhà, còn cái này nó chua quá. Mình ăn á mình cứ liên tưởng tới cái canh chua không mà thế nào, mà thêm một cái gì nữa cả nhà biết không, ở trên đây nó có tỏi phi nè hả, y chang luôn, chín mười với canh chua á. Chơi chơi quả không? Chơi chơi game. Nè. Rồi quýnh văn cái xấu. Ai đã ăn ở chỗ này rồi á,
cho mập xin một cánh tay nha, coi cái mập, cái mà mập nói coi có đúng không, là cái vị ở đây á. Chứ thật sự ăn mà cái này nó rất là lạ miệng, nó rất là đã. Muốn cái gì đây? Cái bào viên nào, nếu cái bào viên này luôn thì chỉ là luộc hơn cái nào, còn nếu mà cái bào viên này nè mà chiên lên á, ăn nó sẽ ngon hơn nữa. Còn cái này à, mập chỉ luộc thôi. Thôi thôi thôi, để tôi làm việc nào. Biết muốn lỗi gì nữa. Mình xuống đây chơi với bà. Chí chí. Đó. Thứ nhỏ chơi nha. Thôi, đừng phá. Đừng phá mà. Xin mì đó. Ông đó bán bánh mì kìa. Ông bán bánh mì nắm, bánh mì đặc cuộc kìa. Ông mấy bạn của con đó. Còn mười viên nhiều quá nè. Gặp gán ăn cho hết nữa nha. Chứ no rồi đó. Mày mà mới mốt mì á, biết ăn chắc vui lắm đó nha. Phải ăn với ba. Đừng có ý nữa. Cái tôm này mà nó rớt xuống một cái ha, rồi gặp chân hai ba con mình luôn á. Biết không? Trời ơi. Tôi sợ cái bàn tay cô quá. Thấm ơi. Trời phải làm xấu. Có đẹp đâu mà làm xấu. Ý
Rồi, thì hôm nay Mập ăn vậy với cả nhà. Hôm nay Mập ăn bún bò Thái nha. À, hôm nay Mập ăn bún bò Thái với lại cái gì ta? À, có bò viên nè, rồi có thêm bánh mì nữa nè cả nhà. À, thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ hai ba con của Mập nha. Và đồng thời cả nhà có muốn góp ý về món ăn hôm nay thì bình luận phía bên dưới phần bình luận để mà biết mà còn hoàn thiện hơn vào những lúc sau cả nhà. Còn nếu mà cả nhà thấy Mập ăn ngon nè, xuất sắc, hấp dẫn nè, thấy bánh mì hôm nay quậy nè nhưng mà cũng vẫn dễ thương nè, thì cho ba Mập với lại bánh mì một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ hai ba con Mập nhé cả nhà. Nhớ nhấn cái chuông cái bên chỉ đăng ký để YouTube Mập clip YouTube xong quá thì cái nhà lên xem ủng hộ Mập nhé. Còn bây giờ thì Mập với bánh mì ăn xong rồi, Mập với bánh mì chào cả nhà và hẹn gặp lại vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye. Bye bye mà cô chú ơi. Bye bye.